Với sự phát triển của công nghệ số, những chính sách khuyến khích không sử dụng tiền mặt khi giao dịch và thay vào đó là quét mã QR code, rất nhiều doanh nghiệp tại Đà Nẵng đang hưởng ứng tích cực. Thế nhưng một số đối tượng lừa đảo đã lợi dụng để thực hiện các hành vi chiếm đoạt tài sản, đánh tráo QR code của các cơ sở kinh doanh, một thủ đoạn mới xuất hiện và rất khó để người dân có thể phát hiện hay phân biệt thật giả, ghi nhận của phóng viên trên địa bàn thành phố. Đây là mã QR giả mà các đối tượng cài vào cửa hàng dịch vụ sửa chữa chăm sóc xe ô tô ở phường Hòa Khánh Bắc, quận Liên Chiểu. Còn đây là mã QR của chính chủ cửa hàng dùng để thanh toán các khoản tiền cho khách đến sử dụng dịch vụ. Sự giống nhau của hai mã này khiến chủ cơ sở kinh doanh cũng không thể phân biệt. Chỉ đến lúc nhân viên vô tình phát hiện điều bất thường khi khách hàng liên tục thanh toán bằng hình thức quét mã QR nhưng tiền không thấy về tài khoản mới. Thực chất tiền đã được chuyển sang một tài khoản khác. Việc đánh tráo cái mã QR code thật tình là chúng tôi không biết được. Vì nó là một cái mã QR code với cái bản nhựa Meca y như cái cũ của xưởng chúng tôi đang sử dụng. Và cái màu sắc thì hoàn toàn giống nhau. Và chỉ có khác nhau là cái số tài khoản. Hàng ngày, cơ sở kinh doanh này có rất đông người ra vào, nên việc xác định đối tượng đánh tráo mã QR là điều không thể. Bởi lẽ 80% khách hàng đều thanh toán bằng hình thức chuyển khoản. Lợi dụng sự bất cẩn chủ quan của cơ sở, đối tượng đã có sự tính toán, quan sát, sao chép mã QR và đánh tráo nhằm mục đích chiếm đoạt tài sản. Em mới thấy là lạ là ngày hôm nay tại sao mà không hề có tin nhắn tới điện thoại của mình. Thì em mới kiểm tra lại thì mới tóa hỏa ra là không hề có khách đó chuyển khoản cho mình. Thì em mới kiểm tra lại lần nữa thì coi như là cái mã QR đó bị đổi từ khi nào mình không hề hay biết. Thanh toán bằng QR code được đánh giá là một trong những phương pháp giao dịch hiện đại không sử dụng tiền mặt và thẻ ngân hàng. Phương pháp này càng được nhiều người dùng ưa chuộng vì sự tiện lợi nhanh chóng. Vì thế, chỉ sau một thời gian ngắn, phương thức này đã thay thế cho gần hết cách thanh toán truyền thống trước đây. Tuy nhiên, cũng vì quá tiện lợi mà nhiều cửa hàng, cơ sở kinh doanh bị mất tiền oan uổng. Cơ sở kinh doanh dịch vụ là nên có cái mã QR code này cố định và thông thường là làm cái bảng to thì rất là khó để mà đưa vào trong cái việc mà đánh tráo. Thứ hai nữa là mang trên người hoặc là khi nào có thanh toán thì đưa ra. Không chỉ đánh tráo mã QR, hiện nay còn xuất hiện tình trạng đối tượng dùng mã QR code của một tài khoản lừa đảo dán đè lên mã QR thật của cửa hàng rồi sử dụng chiêu trò đổi tiền mặt lấy tiền chuyển khoản. Không ít người đã trở thành nạn nhân của thủ đoạn tinh vi này. Do đó, người dân cần hết sức cảnh giác khi giao dịch bằng hình thức quét QR code.